Hello, Oppa xin chào tất cả các bạn nha. Thì thời gian đây có nhiều bạn hỏi Oppa đó là cái chia sẻ nhanh. Thường thì chúng ta sẽ vuốt xuống nè, thì sẽ tìm thấy cái chia sẻ nhanh. Nhưng mà hiện tại thì chia sẻ nhanh ở trên đây nó không còn xuất hiện nữa. Và một số bạn đang dùng cái tính năng này rất là hay, rất là hữu ích. Thì thời gian đây là nó không còn cái xuất hiện cái chia sẻ nhanh này nữa. Thì các bạn cũng cảm giác rất là khó chịu ha, cũng như là không biết là sử dụng như thế nào. Đó. Thì ngày hôm nay Oppa sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tìm lại cái tính năng chia sẻ nhanh ở đâu ha. Đó, xin mời các bạn hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Akimi Miro không dây, không bị phân tâm, mọi lúc mọi nơi. Hỗ trợ sạc điện thoại khi ghi âm. Ba chế độ ghi, ghi văn phòng, ghi phòng kính và ghi ngoài trời. Màn hình kỹ thuật số, ngăn sạc Miro không dây. Ghi âm và sạc cùng một lúc. Các chức năng chu đáo hơn, sẽ dễ dàng sử dụng hơn. Ghi và nhận dễ dàng từ xa, phiên bản cấp độ ngoài trời, giá thực tế. Thứ gì chịu nổi, Oppa. Rồi thì cái tính năng chia sẻ nhanh này nó cái chia sẻ lân cận này các bạn, chia sẻ lân cận ha, nó không phải là mắc mà nó bị ẩn này thôi, nó không có xuất hiện ở trên cái thanh trạng thái này. Thì để mở được cái chia sẻ lân cận này thì chúng ta thực hiện các bước như sau ha. Đầu tiên các bạn vào cài đặt nè, rồi các bạn vào cài đặt, sau đó các bạn sẽ tìm đến cái Google. Cái chia sẻ lân cận này là nó nằm ở trong cái phần Google nha. Rồi các bạn vuốt xuống, chúng ta tìm đến cái một chia sẻ đây, thiết bị chia sẻ nè. Rồi chúng ta vào thiết bị chia sẻ, sau đó bạn sẽ vào cái chia sẻ nhanh. Hiện tại thì cái chia sẻ lân cận nó đổi thành là chia sẻ nhanh ha các bạn. Cái tính năng và cái chức năng nó chia sẻ như nhau. Đây các bạn vào chia sẻ nhanh nè. Đó, thì trong đây chúng ta sẽ bật cái này lên. Đó. Đó, khi mà do là cái tài khoản Google này chúng ta chưa có đăng nhập, khi mà các bạn đăng nhập vào á, đó như là trên đây không có mạng nữa, khi các bạn đăng nhập vào chúng ta có thể thực hiện các bước chia sẻ nhanh tương tự giống như cái chia sẻ lân cận nha các bạn. Rồi chúc các bạn cài đặt thành công nha, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip gần nhất. Akimi Miro không dây, không bị phân tâm, mọi lúc mọi nơi. Hỗ trợ sạc điện thoại khi ghi âm. Ba chế độ ghi, ghi văn phòng, ghi phòng kính và ghi ngoài trời. Màn hình kỹ thuật số, ngăn sạc micro không dây. Ghi âm và sạc cùng một lúc. Các chức năng chu đáo hơn, sẽ dễ dàng sử dụng hơn. Ghi và nhận dễ dàng từ xa, phiên bản cấp độ ngoài trời, giá thực tế. Thứ gì chịu nổi, Oppa.